giận và bản lĩnh. Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi. Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực. Cũng có kẻ nổi khùng la hét, thậm chí mắng, đánh người để trút bỏ bực dọc trong lòng. Con người tốt xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy xét. Nói thẳng ra là ích kỷ. Thông thường chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh và đối xử với họ sổ sàng hơn với người lạ. Đôi khi ỷ vào tình cảm họ dành cho mình rồi mặc sức xấu tính, đụng chút là ta nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân. Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng, không ích kỷ, thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không. Thực tế cho thấy, chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu, nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện bất như ý, để từ đó bình tĩnh xem xét, rồi tìm phương hóa giải. Thử nghĩ, tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc. Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người, cũng không thể làm việc bình thường. Ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả. Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà thôi. Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất mỗi ngày. Khi nóng giận, đừng nói chuyện. Khi nóng giận, đừng nói chuyện. Vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng. Vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho. Nổi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Nổi nóng với người không liên quan vốn là tự tìm phiền não. Lấy lỗi lầm kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có chính mình. Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không giận, vì hỉ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời. Lỡ nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện để lòng bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm ức, gánh vác trách nhiệm, bước qua lỗi lầm, xóa bỏ đau thương, thì công việc mới ngày càng mở rộng, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng hơn. Chấp nhận sự tương đối. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến, cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi, còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được, sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh.
bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền, cha mẹ lo con không qua khỏi, bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau, lãnh đạo lo không ai làm việc, liền gấp rút tìm người thay thế. Bác sĩ sợ bạn không đủ tiền, vừa kê toa thuốc, vừa nhắc nhở viện phí. Lúc này, có khó chịu hay kiêu kỳ cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì, ngọt bùi cay đắng buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyện thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyện khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề, như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa, chịu nhường đường mới khỏi phải bon chen. Lòng cầu thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy. Con người ta khi phải buông bỏ thứ gì đó thì luôn cảm thấy phiền não, dây dứt không yên. Con người dù muốn buông tay nhưng lại không thể hạ quyết tâm mạnh mẽ. Vậy phải làm sao? Mời bạn đọc câu chuyện sau và cùng chiêm nghiệm nhé. Có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị hòa thượng: Thưa thầy, tại sao có một số thứ và một số người con không thể buông bỏ được? Vị hòa thượng nói: Không có gì là không thể buông bỏ được. Người đàn ông kia lại nói: Thưa thầy, tại sao có những thứ và có những người mà con hết lần này đến lần khác đều không buông bỏ được? Vị hòa thượng liền bảo người đàn ông kia cầm cái chén lên, rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng rót đến tận lúc nước trà trong chén trào ra ngoài, người đàn ông kia lập tức thấy nóng tay, không chịu được liền đặt chén trà xuống. Lúc này vị hòa thượng lại nói: Trên đời không có gì là không buông bỏ được. Chỉ cần ngươi cảm thấy bị đau, ngươi sẽ tự bỏ xuống được thôi. Quả thật, khi chúng ta đã có công danh thì liền thấy khó buông bỏ được công danh. Khi chúng ta có tiền tài thì liền thấy khó buông bỏ được tiền tài. Khi chúng ta đã có tình yêu thì liền thấy khó buông bỏ được tình yêu. Khi chúng ta đã có sự nghiệp thì liền thấy khó buông bỏ được sự nghiệp. Tất cả những điều này khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi vì trong lòng chúng ta còn có suy nghĩ và mộng tưởng, mong tưởng về chúng, còn bị chúng hấp dẫn. Hay là bởi vì hành vi của đối phương còn chưa động chạm đến ranh giới của sự chịu đựng của ta. Nói chung là vì chúng còn chưa khiến bản thân chúng ta bị đau nhức đến mức phải buông bỏ. Ví dụ như ta khó buông bỏ được tình yêu là bởi vì trong lòng chúng ta còn có hy vọng và mong đợi rằng trong tương lai sẽ có cải biến, trong lòng vẫn còn bị tham dục cản trở. Những người thiếu quyết đoán thường nghĩ trước nghĩ sau, nên nắm giữ cũng chậm mà buông bỏ cũng chậm. Nếu người đó trải qua một lần biến cố to lớn hay khi cận kề cái chết sẽ có thể khiến họ thay đổi. Khi chúng ta đối với một thứ hay một người nào đó mà có cách suy nghĩ nhìn nhận thông thoáng hơn, xem nhẹ hơn, thì việc buông bỏ cũng dễ dàng hơn. Chúng ta sở dĩ bị rơi vào đau khổ là bởi vì trong lòng có nhiều dục vọng. Mỗi ngày chúng ta đều phải suy nghĩ về những thứ dục vọng ấy, đương nhiên là sẽ thấy rất mệt. Điều này cũng giống như mua sắm đồ đạc cho một căn nhà mới vậy. Ban đầu để thỏa mãn nhu cầu hay sở thích, chúng ta mua thật nhiều thứ.
Nhiều năm sau này, chúng ta phát hiện ra ngôi nhà đã chứa quá nhiều thứ, có cả những thứ không bao giờ dùng đến. Lúc đó, chúng ta nghĩ rằng sẽ bỏ đi một vài thứ nào đó, nhưng biết bỏ thứ nào đây? Cái gì ta cũng thấy có ý nghĩa, cũng lưu dấu kỷ niệm, thế nên chẳng đành vứt bỏ đi thứ gì. Rốt cuộc lại lưu giữ lại tất cả, đành phải chấp nhận sinh sống trong một không gian nhỏ hẹp, bức bối. Nhưng nếu như có một ngày nào đó, căn nhà của chúng ta bị mưa dột, khiến những thứ đó bị ướt hoặc bị rách nát, thì chúng ta lại dễ dàng vứt bỏ chúng ngay. Điều này chính là khi thật sự đau đớn, ta sẽ tự nhiên buông bỏ. Trong cuộc đời có rất nhiều thứ chúng ta nên buông bỏ, vì nếu cứ lưu luyến thì chúng sẽ trở thành một loại ràng buộc. Hãy dũng cảm buông bỏ để được tự do tự tại, đạt đến giải thoát an vui. Phút nào tỉnh thức em ngồi lại, nhìn ra thế giới nghĩ về mình, thấy chăng một thứ chi thường tại, chập chờn mộng thực kiếp nhân sinh. Hạnh phúc từ khi biết cách nhìn. Tâm ta bị nặng xuống và khổ đau tìm tới với ta thường là vì ta thấy ai cũng xấu, cũng đáng nghi. Nhưng ta quên đi một điều hết sức quan trọng trong đời sống, rằng ta nghĩ xấu cho ai là tâm ta xấu trước, ta nghĩ tốt cho ai là tâm ta tốt trước. Ta chỉ có hạnh phúc và thoải mái, đầy nghị lực để sống khi ta nghĩ được rằng mọi người chung quanh ta không ai xấu cả. Nếu có chăng, chỉ có cái tâm ta xấu khi nó đang nghĩ xấu về một người khác. Và ta biết rất rõ rằng người kia xấu vì họ chưa có đủ điều kiện để biểu hiện cái tốt của họ ra đó thôi. Ta hãy thực tập nhìn vào những cái tốt của người để tâm ta có nhiều cơ hội đi lên. Ta thử thực tập một ngày, một tháng hay một năm đừng thấy ai xấu cả. Thử xem tâm ta có nhẹ nhõm và thanh thoát hay không. Ta hãy phát tâm là một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông hay một giọt nước nhỏ giữa mùa hạ, để tâm ta có mặt trong tâm mọi người. Xa hơn thế, nếu không nhìn được cái tốt của người khác thì ta nên tập nhìn mọi người với cái nhìn như thị, nghĩa là với cái nhìn như thể, như thế. Ánh nhìn càng đơn giản thì tâm thái ta càng trở nên trong sáng, nhẹ nhàng. Điều này thoạt nghe đơn giản, nhưng để có cái nhìn như thế lại không hề giản đơn. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội để tâm tình mở lối, biết khoan dung, nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương, mong trải đến vô cùng. Về với chính mình, chúng ta không được sinh ra trong quyền quý, nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích, kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được. Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành sẽ gặp người sâu sắc, chỉ cần mình hết lòng sẽ có người cảm nhận được. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui thì tiếp tục, dù mưa hay gió, hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi, khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm, niềm đau trong lòng cũng tự mình
đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp. Cho nên dù làm gì cũng nhớ chú ý hoàn thiện lấy chính mình. Cuộc sống ý nghĩa hơn. Ở đời có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận, có một số người quay lưng rồi chỉ có thể buông tay, một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông sẽ thấy có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau nhẫn một chút liền qua đi, một số phiền phức nhẫn một chút là có thể giải quyết, một vài lời nói nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa, một vài tình cảm nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục, một vài con người nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai. Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn, mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thật sự có duyên, thời gian không gian đều không phải vấn đề. Bằng như đã vô duyên, dù gặp nhau mỗi ngày cũng không có ý nghĩa. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngờ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa, những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Vũ khí sát thương. Có người hỏi, trong tình cảm điều gì dễ khiến người đau lòng? Tôi nghĩ phần lớn là lời nói. Lời nói được xem như chìa khóa để mở lòng người khác, mà cũng là vũ khí sát thương người nhanh nhất. Bạn chưa nhìn thấy biểu hiện đau khổ của người bị trúng thương sẽ không thể biết câu nói của mình làm đau họ đến mức nào. Rất nhiều khi lời nói như lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu nhưng vô cùng sắc bén và tàn nhẫn. Một câu nói vô tâm, một ánh nhìn lạnh lẽo, một động tác bốc đồng cũng đủ làm tan bao nhiệt huyết trào dâng. Lúc tranh luận không lựa lời, khi quá khích nói tùy tiện,
đều có thể trở thành lưỡi dao đâm vào lòng người khác. Mối quan hệ càng gần gũi, vết thương sẽ càng sâu. Nhiều khi người phát ngôn quá vô tình khiến người nghe tan nát. Cũng có thể do thói quen ăn to nói lớn, khẩu xà tâm Phật. Cũng có thể vì tâm tình không tốt, nổi giận vô cớ. Nhưng cũng nên nghĩ qua, đối phương yêu thương mình thế nào mới có thể chịu đựng và bao dung lâu như vậy. Thời gian trôi qua, vết thương có thể liền, nhưng vết sẹo sẽ không bao giờ mất đi, mà có thể bị đau hay nổi ngứa nếu bất chợt đụng vào. Tuy lời nói không trực tiếp lấy được mạng ai, nhưng rất dễ làm hao mòn tình cảm, đẩy người xa ta, làm mất đi nghĩa ân, khiến cho đời lạnh lẽo. Thật ra khi ở cùng nhau, người ta cố tình lạnh nhạt những mong đợi của mình chính là sự tổn thương lớn nhất. Lòng chết rồi, quay lưng rồi thì sao cứu vãn được. Người thất vọng nhiều sẽ trở nên lặng lẽ, thời gian lâu dần sẽ trở thành lạnh lẽo. Rất nhiều vấn đề không phải một câu xin lỗi là đổi lại được lời an ủi không sao. Trong một mối quan hệ, hòa hợp được vốn không dễ dàng. Tổn thương rồi muốn quay lại thuở ban đầu hầu như là không thể. Tổn thương người rồi hối hận, chỉ bằng mở rộng lòng một chút, quản lý cảm xúc mình tốt một chút, chú ý lời ăn tiếng nói một chút, trân trọng người bên cạnh, hết lòng với hiện tại thì sẽ giữ được những ân tình tốt đẹp. Chính bí kíp giữ tâm hồn bình yên. 1. Tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và người tiêu cực. 2. Đừng ôm ấp hận thù và sự giận dữ, học cách quên lãng và biết tha thứ. 3. Đừng ganh tị với người khác. 4. Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi. 5. Hãy học kiên nhẫn hơn và tha thứ bao dung hơn với con người và sự việc. 6. Đừng nhìn sự vật, sự việc dưới quan điểm cá nhân phiến diện từ một phía. 7. Đừng chìm đắm vào quá khứ mà bỏ quên hiện tại và làm ảnh hưởng đến tương lai. 8. Học cách thả lỏng tinh thần. Trong một ngày, hãy dành ít nhất 10 phút để nhìn lại ngày qua và thư giãn tinh thần giữa dòng sống hối hả. 9. Cách thả lỏng, thư giãn hay nhất là đi thiền hành mỗi ngày. Khi tâm được thanh thản, thân sẽ nhanh chóng phục hồi năng lượng, thư thái, bình an. Hãy nhớ, không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn. Cuộc đời, ồ, lạ nhỉ, hạnh phúc bạn ưu phiền. Thôi, ta về cõi thiền, lặng hai miền mỏi mệt. Học chấp nhận. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại. Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Hạnh phúc ở quanh đây, đâu là chuyện tháng ngày.
chưa thật đau đớn là còn khó buông tay. Đồng thanh tương ứng. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đạt. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Cách sống ta chọn. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn, vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá, trái với lương tâm chỉ dùng để tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không để lại hậu họa. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà vì không nhất thiết phải vứt bỏ quãng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá. Cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân khác, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm cho tuyệt tận. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì thái độ sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười trải đến vô chung. Nuôi dưỡng thiện tâm. Trong các mối quan hệ hàng ngày, mọi thứ đều có nhân duyên nhất định của nó. Giữa người với người, nếu bạn xem người ta là Bồ Tát, họ sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ thành những nhân vật đáng sợ. Cũng giống như việc soi gương, nếu nhoẻn miệng mỉm cười, bạn sẽ nhận được một gương mặt vui vẻ. Còn như châu mày ủ rũ, bạn sẽ thấy một vẻ mặt bi thương. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, nếu bạn đối xử tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự. Bằng như khinh lờn quát tháo, sẽ nhận lấy sự bất mãn xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành, ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng từ tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành.
nói trí tuệ. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng, nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường, không nên có tâm oán giận vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc, vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân. Phải học lấy tính kiên cường. Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vạn bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi. Phải học cách nhìn người. Bạn có thể tin tưởng trên đời này vẫn có loại tình yêu trung trinh tiết liệt, nhưng nó chỉ thuộc về Ngưu Lang Chức Nữ, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đại hay Romeo và Juliet, bởi họ đều chết rất sớm. Còn chúng ta lại sống lâu hơn, nên biết cách giữ gìn. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế, đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm cũng chỉ là những lữ khách hồng trần, sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Tri ân để sống. Cây dù cao vạn trượng cũng không thể thiếu gốc, người dù huy hoàng thế nào cũng không thể quên ơn. Một đời người cần ghi nhớ: người cho mình mượn tiền khi nghèo thiếu, người giúp mình chống đỡ lúc khó khăn, người chia ngọt sẻ bùi khi đau khổ, người nấu cơm pha thuốc lúc ốm đau, người thật lòng yêu thương dù mình còn tay trắng, người nhẫn nại hướng dẫn khi mình chưa biết gì. Nếu luôn nhớ đến sự tri ân sẽ thu phục được lòng người. Kẻ được lòng người sẽ được người tôn trọng. Bậc được tôn trọng ắt có phẩm chất trong đời. Điều quan trọng nhất. Con người sống một đời, điều gì quan trọng nhất? Có người bảo là xe, là nhà và tiền bạc. Vì nó mà nhiều người phải lãng phí sức khỏe, suy sụp tinh thần, xem rẻ sinh mạng. Rồi khi bạn không còn, chìa khóa xe mình mua, người khác nắm, nhà mình tạo, người khác ở, tiền của mình làm ra, người khác chi dùng. Vậy một đời, điều gì quan trọng nhất? Có người bảo là thân phận, địa vị và danh tiếng. Vì thân phận mà nhiều người phải đeo đuổi mỗi ngày, vì quyền thế mà tranh đấu mãi không thôi, vì hư danh mà suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Rồi khi bạn không còn, ai quan tâm thân phận cao thấp? Ai bận lòng địa vị hèn sang? Ai thắc mắc danh tiếng ít nhiều? 100 năm sau, tiền vàng bạc trắng, xe rộng nhà cao, công danh lợi lộc đều không thể mang theo bên mình. Người giàu kẻ nghèo đều trở thành tro bụi, người sang kẻ hèn đều chỉ một mộ phần, dù nam hay nữ cũng một nắm xương khô. Cho nên mới nói, tất cả đều không quan trọng, sống tốt mỗi ngày mới là điều cần thiết. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, gieo hạt giống lành, yên ổn vui vẻ, nghĩa tình sâu trước, một đời an vui. Những khác biệt của góc nhìn. Thấy mỏi mệt, thử thay đổi góc nhìn về cuộc đời. Bị áp lực, thử thay đổi môi trường để hít thở. Nếu nghi hoặc, thử thay đổi chỗ đứng rồi đánh giá. Còn do dự, thử thay đổi hướng đi trong chọn lựa. Khi buồn bực, thử thay đổi hoàn cảnh tìm niềm vui. Gặp phiền não, thử thay đổi tư duy để hóa giải.
lúc oán giận, thử thay đổi phương pháp để giải quyết. Thấy tự ti, thử thay đổi suy nghĩ khi đối diện. Thay đổi góc nhìn một chút, có khi bạn sẽ phát hiện ra thật nhiều điều khác biệt. Ấm lành tình đời. Khi thành công, có bao nhiêu người vây quanh. Lúc thất bại thì chẳng ai hỏi đến. Đó là cuộc đời. Người lâu ngày không gặp vẫn quan tâm hỏi han mới thật sự ấm áp. Dù bận rộn vất vả vẫn nhớ nghĩ đến bạn nên trân trọng giữ gìn. Người thân cận không rời, dù gặp chuyện gì cũng đừng nên phụ bạc. Kẻ lúc nóng khi lạnh thì không đáng quan tâm. Tình cảm trên đời là vậy, giả ý sẽ nhận lại hư tình, chân thành mới cảm được người khác. Khi hoạn nạn mới thấy được ấm lạnh tình đời, lúc cần đến mới nhìn thấu thật ân giả nghĩa. Dù gặp chuyện gì, người với người nên bao dung, nhưng đừng bao che. Đối với tình cảm nên chân thành, nhưng đừng mê muội. Nếu không được hoan nghênh nên biết cách rút lui. Nếu không được trân trọng cần học cách quay lưng. Phong cảnh không ngắm được cũng không sao. Tình cảm không hồi đáp thì cũng đừng cố chấp. Thời gian không nên lãng phí vào việc vô nghĩa. Tình cảm nhớ đừng gửi gắm những nơi không xứng đáng. Bạn quan tâm điều gì? Trong cuộc sống, nếu lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ rất vất vả. Nếu xem con cái là tất cả, bạn sẽ bị mỏi mệt. Nếu nghĩ ái tình là lẽ sống, bạn sẽ nhận thương đau. Nếu coi hơn thua là mục tiêu, bạn sẽ luôn bất ổn. Nếu dùng khoan dung làm cách sống, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nếu lấy biết đủ làm tiêu chí, bạn sẽ luôn vui vẻ. Nếu biến cảm ơn thành động lực, bạn sẽ trở nên lương thiện. Đâu thể truy cầu một đời hoàn mỹ. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bạn chính tốt là đủ. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt, tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thị hiếu. Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau. Hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng gian cánh bay lượn. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu, dù không ai thưởng thức, vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn, rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời, mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi? Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người, nếu nói dễ cũng không hẳn dễ.
để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó. Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Một đời người thật ra không dài lắm. Dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Đừng bình phẩm người khác tốt xấu, vì họ không ảnh hưởng gì đến chén cơm của bạn cả. Đừng thảo luận đạo đức người khác cao thấp, vì chưa chắc bạn đã cao thượng hơn họ. Đừng đánh giá gia đình người ta, vì nó chẳng liên quan gì đến bạn hết. Đừng phán xét học vấn kẻ khác, vì trên đời này cái ai cũng thiếu chính là kiến thức. Đừng tiêu xài hoang phí, vì có thể ngày mai bạn sẽ thất nghiệp. Đừng kiêu căng ngạo mạn, vì có thể tương lai bạn sẽ thất thế. Đừng quá chứng tỏ bản thân, nên biết trên đời này không ai hoàn toàn thua kém bạn. Hãy khiêm tốn một chút. Đừng quá ỷ lại vào người khác, vì cuộc sống này ai cũng có nhiều việc phải lo. Khi rảnh rỗi, họ chỉ muốn nghỉ ngơi. Đừng làm việc tổn hại người khác, vì sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ tìm đến bạn. Đừng bao giờ mất thời gian vào việc ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, cho dù họ giàu có, sung túc đến đâu. Cũng không nên bình luận xem ai đó hạnh phúc hay không, dù người ta có vẻ cô độc, không người thân thích. Vì hạnh phúc cũng giống như việc uống nước, nóng hay lạnh, mỗi người tự cảm nhận lấy. Đừng bình luận tính cách của bất kỳ ai, vì đó là chuyện cá nhân họ. Những sơ suất của người khác mà bạn nhìn thấy chính là sự khiếm khuyết trong quá trình tu dưỡng của chính mình. Lựa chọn. Bất luận đối với bạn bè hay người thân, không cần lời lẽ khéo léo, chân chất thật lòng là được. Không cần thề non hẹn biển, nói được làm được là được. Không cần phân tích thiệt hơn, đôi bên hiểu nhau là được. Không cần nghi ngờ phỏng đoán, cảm thông tin tưởng là được. Không cần nhiệt tình nóng vội, từ tốn bao dung là được. Không cần nửa bước không rời, trong lòng có nhau là được. Không cần mãnh liệt nổi sôi, gắn bó đến cùng là được. Không cần giàu sang phú quý, bình an khỏe mạnh là được. Chọn nghề nghiệp đúng thì thành công một đời. Chọn bạn bè tốt thì khôn ngoan một đời. Chọn hoàn cảnh phù hợp thì vui vẻ một đời. Chọn tri kỷ thiện lành thì hạnh phúc một đời. Chọn cách sống lạc quan thì thanh thản một đời. Hành trình của kiếp người. Một đời như chuyến xe hướng đến phần mộ của mình. Không ai có thể cùng ta đi trọn cuộc hành trình, bao gồm cả người thân, gia đình và bạn hữu. Nếu may mắn có người cùng đi một đoạn, khi họ phải tạm biệt xuống xe, dù không đành lòng cũng nên cảm kích và vẫy tay từ biệt, vì trạm sau chắc chắn sẽ có người khác đồng hành với bạn. Cà phê đắng hay ngọt là do mình bỏ đường hay thêm muối. Một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà phụ thuộc vào việc bạn có đủ dũng khí bước qua để đến với cái mới hay không mà thôi. Đời người cũng giống như một ly trà, mới uống vào sẽ cảm thấy đắng chát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi qua những đắng chát sẽ cảm nhận được vị ngọt, nhẹ nhàng. Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Đôi khi hiểu ra rồi, nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật. Ai bước vào cuộc đời bạn là bởi duyên nghiệp chi phối, nhưng việc gắn bó lâu dài hay ra đi vội vã là do bản thân mình quyết định.
không giải thích mới nhẹ nhàng, không cố chấp mới khai thông, và không hoàn mỹ mới là cuộc đời. Đừng đổ lỗi cho người khác, không cười nhạo bất kỳ ai, cũng chẳng cần ngưỡng mộ họ. Mặt trời chiếu sáng thì ta sưởi ấm, mưa gió nổi lên thì tìm chỗ trú ẩn, thực hiện mộng ước của mình, đi con đường mình lựa chọn, thế giới sẽ thanh bình. Thư gửi những người con. Khi cha mẹ già yếu, ai cũng mong không bị con cháu ruồng bỏ, bởi vì đó là lúc cha mẹ cần con người bên cạnh nhất. Cũng như các con khi còn nhỏ được cha mẹ ân cần chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Khi cha mẹ già yếu, chân tay thường run rẩy, lúc ăn uống có làm rơi đổ cơm canh, cũng mong con đừng phiền lòng, hãy nhẫn nại một chút. Bởi lúc còn nhỏ, con cũng thường vương vãi thức ăn lên quần áo như vậy. Khi cha mẹ già yếu, dù đi đứng loạn choạng bất tiện, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn được ra ngoài phơi nắng. Cũng như con hồi nhỏ thích được cha mẹ đẩy xe đi hóng gió mỗi ngày. Cha mẹ lớn tuổi rồi, nói chuyện có khi quên mất mình đang nói đến đâu, bèn lặp lại từ đầu cho chắc. Hãy cho cha mẹ chút thời gian để nói hết câu chuyện. Thật ra cha mẹ nói gì không quan trọng đâu, điều chúng ta muốn là có người lắng nghe con à. Khi cha mẹ lớn tuổi, nếu buổi tối có lặp lại những điều đã nói nhiều lần vào ban sáng, cũng mong con đừng vội ngắt lời. Như con lúc nhỏ cứ đòi cha mẹ kể mãi một câu chuyện mỗi khi lên giường đi ngủ. Tuy cha mẹ già yếu rồi, nhưng thấy con cháu gặp trắc trở vẫn không thể làm ngơ, mà sẽ dạy cách xử lý vấn đề như khi con còn nhỏ dại. Hãy mở lòng và cảm thông con nhé, vì đó chỉ là thói quen bảo vệ con cái của các bậc phụ huynh lâu năm. Khi cha mẹ không còn cơ hội cảm ràm con nữa, giây phút nhắm mắt xuôi tay, con nhớ đừng vật vã khóc than. Trên đời có cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng có sự ra đi nặng như núi đá. Nếu thật sự là người con hiếu thảo thì không cần thể hiện sự bi thương trước linh cữu, vì khi cha mẹ còn sống, con đã làm hết những gì cần rồi, không có gì phải tiếc nuối nữa. Cha mẹ ra đi mang theo tấm lòng hiếu thuận của con sẽ an vui và chúc phúc cho con từ thế giới bên kia. Người già là vậy, bận rộn một đời rồi cũng ra đi. Họ chỉ mong con cháu nhẫn nại một chút, vui vẻ một chút, đừng tỏ vẻ bực bội khi họ cần đến. Chúng ta ai rồi cũng sẽ già và yếu, sẽ giống như ông bà, cha mẹ mình. Nên khi còn trẻ, nhớ đối xử với người lớn tuổi có tâm một chút, bạn nhé. Niềm hạnh phúc mang tên cha mẹ còn. Cha mẹ còn, gia đình mới là nơi yên ổn để bạn quay về mỗi tối và an tâm ngủ nướng mỗi buổi sớm mai. Bước vào cửa, còn người để gọi tiếng cha, mẹ thân thiết, chúng ta mới thấy ấm áp và có cảm giác đã về nhà. Cha mẹ còn có nghĩa là tình thân vĩnh hằng trên đời hãy còn. Sự nghiệp hay công danh thất bại có thể làm lại, nhưng thời gian ở bên cha mẹ qua rồi thì không thể quay đầu. Nên khi song thân còn khỏe mạnh, hãy hết lòng chăm lo để không phải hối hận trong những ngày tháng sau của cuộc đời. Cha mẹ còn, tức là tuổi già xế bóng cách chúng ta còn xa. Chúng ta vẫn còn thời gian để biến ước mơ thành hiện thực, và con đường dưới chân vẫn còn mở ra thênh thang sáng lạng. Cha mẹ còn, chúng ta còn có người để hiếu kính, còn nơi để quây quần, còn có thể làm những đứa trẻ nuôi mãi không lớn để cảm nhận sự yêu thương vô bờ của đấng sinh thành.
cha mẹ còn là còn gia đình, còn tình thương, còn chỗ để tựa nương, còn nơi để quay về. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu vất vả hay mỏi mệt, gia đình vẫn là bến đỗ bình yên, bao dung chào đón những đứa con trở về để thấy mình thật hạnh phúc. Hãy tận hưởng và trân trọng niềm hạnh phúc mang tên cha mẹ còn. Đi qua những rối rắm cuộc đời, cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần phải phân định thắng thua. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Giữa việc với việc, nếu nhường nhịn tăng lên thì đấu tranh sẽ giảm xuống. Có một số việc cần phải nhẫn, có một số người cần phải nhường, không thể tranh giành thấp cao. Không nhất thiết phải cầu xin sự tán đồng và thấu hiểu của ai cả, vì mỗi người đều có quan điểm và cá tính riêng. Chúng ta thường quá xem trọng bản thân mới có chuyện lo buồn về việc được mất, rồi cho rằng người khác không hiểu mình. Thật ra, làm người cần phải biết xem nhẹ cá nhân, giảm một chút tự ngã và đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ, sẽ thấy cuộc đời dễ thương hơn rất nhiều. Cho nên mới nói, càng mở lòng ra thì niềm vui càng lớn, bao dung càng rộng sẽ nhận được càng nhiều. Đừng bàn luận chuyện sau lưng người khác, cũng không cần quá để tâm đến những lời đồn thổi về mình. Vì một người vô dụng thì không có gì để nói, càng xuất sắc sẽ càng bị để ý và bị bình phẩm. Ở đời, nhận lỗi là một dạng thành thật, còn bỏ qua là một kiểu phong độ. Nếu bạn gửi đi thành thật mà không nhận được phong độ, chứng tỏ đối phương có phần tầm thường và thô tục. Miệng lưỡi người khác chúng ta không thể khống chế được. Việc dễ dàng nhất là giữ cho mình một tấm lòng nhẹ nhõm, rồi bước qua những rối rắm cuộc đời. Chân tính. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để thể hiện. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình cảm là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để sẻ chia, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Công danh là để cống hiến, không phải để khoe khoang. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực.